Võ Hạ Trâm đòi trả lại cái bầu cho tôi, chuyện gì đây? Hiện tại, khi sức khỏe ổn định hơn, mẹ bầu Võ Hạ Trâm tích cực nhận show đi diễn rồi đi dạy học. Ở tháng thứ tư của thai kỳ, nữ ca sĩ được nhiều khán giả nhận xét là vẻ ngoài ngày càng mặn mà cũng như giữ được nguồn năng lượng dồi dào, tích cực. Trên trang cá nhân, giọng ca Về Với Em vừa đăng tải loạt ảnh khi đi diễn và nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều khán giả. Nữ ca sĩ diện váy trắng dáng rộng khéo che vòng hai to lớn nhưng vẫn toát lên sự thướt tha, sang trọng. Mái tóc búi cao, uốn xoăn phần mái càng giúp cô tôn lên nét đẹp quyến rũ. Là người yêu cái đẹp nên dù bầu hay không bầu thì em vẫn phải lung linh ạ, nữ ca sĩ chia sẻ. Tuy nhiên, một chi tiết thú vị trong loạt ảnh đã được nhiều khán giả tinh mắt phát hiện là vòng hai của Võ Hạ Trâm lại nhỏ gọn bất ngờ trong khi cô đang mang thai 4 tháng. Rồi bầu của Trâm đâu? Chắc lúc này chị Trâm hóp bụng quá, bầu mà vẫn xin lung linh nha. Võ Hạ Trâm cũng hóm hỉnh lên tiếng về chuyện vòng hai lại thon gọn trong loạt ảnh này, đề nghị Photoshop trả lại cái bầu cho tôi, quá đáng lắm. Trước đó, nữ ca sĩ 9X từng cho biết bí quyết giúp cô giữ được sức khỏe, năng lượng để vừa mang thai lần hai vừa đi hát, dạy học rồi chăm con là hãy yêu sức khỏe ngay khi còn trẻ. Mình chọn lối sống, ăn uống lành mạnh trong nhiều năm và cơ thể nhờ đó cũng trở nên khỏe hơn, nhiều năng lượng hơn. Chính vì thế khi mang thai, mẹ khỏe và con cũng khỏe. Khi một bào thai được xây dựng từ những tế bào khỏe mạnh từ cơ thể mẹ thì thai nhi sẽ phát triển tốt, khi ra đời em sẽ cũng sẽ trộm vía khỏe mạnh. Nên mình luôn muốn được chia sẻ thông điệp rằng một lối sống lành mạnh có thể thay đổi một cuộc đời. Hiện tại, Võ Hạ Trâm chưa tiết lộ nhóc tỳ thứ hai là công chúa hay hoàng tử. Tuy nhiên, qua bài đăng về ảnh chụp siêu âm của con kèm dòng chú thích Milo chào cô chú của Võ Hạ Trâm, nhiều khán giả tinh ý đoán ra gia đình của cô kỳ này đã đủ nếp đủ tẻ. Võ Hạ Trâm và doanh nhân Vikas Chaudhary, người Ấn Độ, kết hôn vào năm 2019. Hai năm sau đó, đôi vợ chồng đón con gái đầu lòng ra đời, có tên thân mật là Moon. Điểm đặc biệt của em bé này là được ăn chay ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Càng lớn, nhóc tỳ càng thể hiện rõ sự thông minh, lanh lợi và đáng yêu. Đừng quên theo dõi New 24 giờ sao Việt để cập nhật những thông tin mới nhất.